Sáng nay, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh đến dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp của Đà Nẵng ước giảm gần 11% so với năm 2019, kim ngạch xuất khẩu giảm 4%, kim ngạch nhập khẩu giảm hơn 12%, tổng mức bán lẻ hàng hóa giảm 4,3%. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành công thương, sản xuất công nghiệp đình trệ, nhu cầu tiêu dùng giảm, sức mua thị trường nội địa giảm mạnh. Năm 2021, ngành công thương Đà Nẵng sẽ theo dõi sát tình hình, kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất xuất khẩu, kích cầu tiêu dùng nội địa, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố. Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp dự kiến tăng từ 7 đến 8%, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng từ 6 đến 7%, nhập khẩu tăng từ 5 đến 6%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 10 đến 11% so với năm 2020. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh yêu cầu ngành công thương tiếp tục vượt khó, nắm bắt kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp, tham mưu thành phố giải quyết cho doanh nghiệp, chủ động phối hợp các sở ban ngành để xây dựng đề xuất các chính sách và giúp doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ của thành phố, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong thủ tục xuất nhập khẩu, tiếp tục phát triển hạ tầng của ngành, tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, xúc tiến các dự án thương mại trọng điểm của thành phố Đà Nẵng.